có một đứa bé tên là Sương Sa đi vô rừng, thấy bà già nào mà không có biết là ai mà còn ôm đi về nhà bà đó. Xong rồi ăn cơm no quá là no đi về nhà. Xong rồi đi đói quá là đói đi ngủ. Xong Sương Sa đói quá là đói không có ngủ được, thì phải tha hồ ngủ không tha hồ ăn gì hết. Sương Sa đói quá thì về nhà kia về cái nhà của bà già đó. Xong rồi bà già đó cho ăn. Xong đói quá, xong rồi no quá là no về nhà lại đói. Xong rồi phải nhà đó nữa mình no quá là no rồi. Sương Sa phải exercise. Xong rồi phòng tập thể dục. Tại vì mệt quá là mệt, no quá là no. Sương Sa không bao giờ thể chạy nữa. Và phải làm như vậy. Sương Sa chỉ không có nổi luôn. Sương Sa phải đi về nói mẹ ăn cái gì. Xong rồi mẹ của Sương Sa mới nói ồ, xong cho tha hồ ngủ luôn. Xong cái đó là the end.